Thẩm Thí Hoàng, Mỹ Nhân Cảnh Nóng, Cát Xê Một Tỷ Đồng và Bi Kịch Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Thẩm Thí Hằng, tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Vừa tròn một tuổi, Thẩm Thí Hằng đã phải theo cha về lại miền Nam và lớn lên ở vùng quê An Giang sông nước. Nhờ đó Thẩm Thí Hằng có được vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái miền Tây, cộng thêm sự sắc sảo của miền Bắc. Thở nhỏ, Thẩm Thí Hằng học ở Lâm Xuyên, nhưng hết tiểu học lại theo chị lên Sài Gòn tu nghiệp. Vẻ đẹp của Thẩm Thí Hằng bộc lộ từ rất sớm. Mới 16 tuổi, bà đã nổi tiếng là một hoa khôi xinh đẹp trong giới học sinh Sài Gòn. Nhận thức được điều này, bà đã giấu gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên của hãng điện ảnh Mỹ Vân tổ chức và đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh khác giành được giải nhất. Sau này, Thẩm Thí Hằng kể lại, hồi đó tôi không hề được học hành trường lớp về diễn sức gia đình cũng không đồng ý cho theo nghiệp diễn viên nhưng vì đam mê với nghề nên bất chấp đi thi và không thể ngờ lại đoạt được giải nhất trước hàng nghìn thí sinh khác ông bà chủ hãng phim mỹ vân sớm nhận ra tiềm năng tỏa sáng của nữ diễn viên nên đã đổi nghệ danh của bà từ là kim phụng thành thẩm thúy hằng và bắt đầu tiến hành các chiến lược lăng xê cho gà vàng của mình với tài năng diễn xuất thiên phú và nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân, Thẩm Thúy Hằng nhanh chóng vụt sáng ngay sau vai diễn đầu tiên, Tam Nương trong bộ phim Người đẹp Bình Dương. Vai diễn ghi dấu ấn tới mức, cái tên Người đẹp Bình Dương đã trở thành thương hiệu riêng của Thẩm Thúy Hằng, gắn chặt với sự nghiệp của bà. Nhiều người còn ví rằng nếu như nước Mỹ có Marilyn Monroe thì Việt Nam có Thẩm Thúy Hằng. Câu nói đó không hề quá lời, vì ở nền điện ảnh Việt Nam khi ấy, không một nữ diễn viên nào nổi tiếng và sở hữu nhan sắc tuyệt trần như Thẩm Thúy Hằng. Bà sở hữu đôi môi căng mộng, đôi mắt to sâu thẳm ngọt ngào, lông mài đậm quyến rũ và đường cong cơ thể nóng bụng. Vẻ đẹp đầy đặn, căng tràn sức sống của Thẩm Thúy Hằng được xem là chuẩn mực thời bấy giờ. Rất nhiều người mua ảnh lịch của bà để treo trong nhà cũng chỉ để ngắm nhìn một nữ minh tinh mỗi ngày. Danh ca băng châu kể lại lần đầu nhìn thấy Thẩm Thí Hằng ở ngoài. Tôi thấy chị Thẩm Thí Hằng ở ngoài đẹp quá. Chị đẹp như tiên. Đẹp mới được bao nhiêu người ái mộ. Mỗi lần chị Thẩm Thí Hằng về Cần Thơ, biết bao người chạy theo chỉ để nhìn thấy chị là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhìn chị mà mê lắm, ái mộ lắm. Lại được đi đây đi đó nên mới ước mơ được như chị. Đó là một trong những động lực khiến cho tôi muốn đi theo con đường âm nhạc. Sau này, tôi được đóng cùng chị Thẩm Thí Hằng trong bộ phim Năm Vua Hề Về Làng. Chưa dừng lại ở đó, Thẩm Thí Hằng còn tiếp tục vào vai chức nữ trong bộ phim Ngô Lan chức nữ do nghệ sĩ nhân dân Nam Châu đạo diễn. Vai diễn này đã đưa tên tuổi Thẩm Thí Hằng tới nấc thang cao nhất của danh vọng. Đúng như một nhà phê bình đã từng nói, Khán giả không thể quên nàng chức nữ đẹp lộng lẫy, sương khói đang bay về trời trong tiếng hát thánh thoát như ngân, từ những án mây huyền ảo, thần tiên trong nhạc cảnh, chức nữ về trời do Phạm Duy soạn nhạc. Vào thập niên 60-70, từ Nam ra Bắc, không ai mà không biết tới Thẩm Thúy Hằng, người ta thường nói với nhau, nghe Khánh Ly xem Thẩm Thúy Hằng. Chẳng mấy chốc, thẩm thí hàng trở thành minh tinh điện ảnh của việt nam được các hãng phim săn đón bà đóng hàng trăm bộ phim khác nhau và hầu như phim nào cũng thành công vang dội nữ minh tinh cũng sở hữu mức cát xê cao nhất khi ấy với một triệu đồng cho một vai diễn tương đương với gần một tỷ đồng thời bấy giờ và cho đến nay hiếm có nữ diễn viên nào đạt tới mức cát xê như thế dưới vai trò của một minh tinh màng bạc Thẩm Thi Hằng liên tục tham dự các liên hoan phim quốc tế ở Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Liên Xô và đạt các giải thưởng lớn như nữ diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim Đài Bắc, ảnh hậu Á Châu trong liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hồng Kông và Đài Loan năm 1972, năm 1974, nữ diễn viên khả ái nhất tại liên hoan phim Moscow và Stalkan tại Liên Xô năm 1982 với những thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy tên tuổi của thẩm thi hằng đã vươn tới tầm châu lục nữ minh tinh thật sự là một tượng đài lớn một đẳng cấp mà cho tới nay chưa diễn viên nào ở việt nam chạm tới có những khi trong một dàn diễn viên ngoại vất chỉ có thẩm thi hằng là được vào vai chính và cho đến tận bây giờ vẫn chưa nữ diễn viên nào sống trong lòng khán giả với nhan sắc diễm lệ như vậy công chúng thời ấy ưu ái gọi bà là nữ hoàng của sân khấu đèn bào nữ diễn viên táo bạo dám đóng cảnh nóng không chỉ diễn xuất xuất sắc thẩm thí hằng còn tỏ ra đa năng khi tự thành lập hãng phim riêng mang tên mình và sản xuất nhiều bộ phim thành công rực rỡ như nàng ngậm ngùi và trên vai trò mới thẩm thí hằng đã càng cho thấy bà là một người quyền lực và giỏi giang Ngoài lĩnh vực điện ảnh, Thẩm Thí Hằng cũng tham gia các sân khấu kịch cải lương để trải nghiệm khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Ban kịch của Thẩm Thí Hằng là một trong những ban kịch được yêu thích ở Sài Gòn thời bấy giờ. Trong vai trò là trưởng ban, bà tỏ ra khá tài năng khi viết kịch bản, dàn dựng và đóng luôn vai chính. Tên tuổi của Thẩm Thí Hằng trên sân khấu cải lương, ngày đó có lẽ chỉ dưới Thanh Nga và một số diễn viên gạo cội khác không chỉ diễn xuất giỏi thẩm thế hằng còn là một nữ diễn viên bản lĩnh và táo bạo giữa lớp tư tưởng của con người đang khắc khe và cổ hủ thì cô lại dám khỏa thân trên màn ảnh để khoe vẻ đẹp của mình không những vậy thẩm thế hằng còn đóng cảnh nóng rất đẹp không hề có chút ngần ngại quê mùa chỉ cần đạo diễn yêu cầu thế nào thì thẩm thế hằng sẽ diễn đúng như thế chính sự chuyên nghiệp cởi mở trong phong cách làm việc đã khiến cho thẩm thế hằng được lòng của nhiều đoàn phim nước ngoài, giúp cô vương tầm châu lục. Ngoài ra, Thẩm Thí Hằng còn là một biểu tượng thời trang dẫn đầu các xu hướng như cuốn khăn tu băng, đeo kính mắt mèo, kẻ viền mắt đen, thời trang anis, bà nổi bật với phong cách quý phái. Đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng nhưng cuộc sống cá nhân của Thẩm Thí Hằng lại là một bi kịch. Từ năm 19 tuổi, Thẩm Thí Hằng đã lấy chồng, và theo sự dàn xếp của gia đình mà không có tình yêu. Cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ sau 5 năm, khiến cho bà phải làm mẹ đơn thân. Đôi khi vì công việc diễn xuất bận rộn, thẩm thí hằng không có thời gian để chăm sóc con và luôn cảm thấy dây dứt. Năm 1970, thẩm thí hằng lên xe hoa lần thứ hai với một người đàn ông có vị trí lớn trong xã hội, nhưng ông đã qua đời năm 2003, để lại mình bà lẻ bóng. Bi kịch phẫu thuật thẩm mỹ Sau năm 1975, Thẩm Thí Hằng không ra nước ngoài định cư mà vẫn ở lại quê hương. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bà phải từ chối nhiều lời mời đóng phim hay tham gia các sự kiện điện ảnh quốc tế, khiến cho cơ hội nổi tiếng đã giảm sút Bi kịch lớn nhất của Thẩm Thí Hằng là hậu quả phẫu thuật thẩm mỹ, khiến khuôn mặt bị biến dạng nhiều người cho rằng đó là hệ quả của việc đam mê thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân. Nhưng theo một nguồn tin khác, thẩm thí hằng từng gặp tai nạn nghiêm trọng nên mới phẫu thuật khuôn mặt. Từ một nhan sắc tuyệt trần nay phải mang gương mặt biến dạng là một nỗi đau tột cùng với thẩm thí hằng. Bà đã khép lại mọi cánh cửa giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ vân vẩn trong nhà để niệm Phật. Và hiện nay Thẩm Thi Hằng đã 81 tuổi, nhưng vẫn sống ẩn dật, không giao lưu với công chúng hay truyền thông. Rất nhiều người tò mò về Thẩm Thi Hằng, nhưng chỉ thấy bà trên màn ảnh.